Hi, xin chào tất cả các bạn đến với Let's Join and Play. Let's Join and Play. Hôm nay chúng ta sẽ đến với này tập 6. Chấp 5D. Chấp 6. Mình cũng mình quên coi nó là chấp mấy rồi, nhưng mà các bạn kệ đi. Chấp trước chấp 5C đó. Điều gì chấp nào nó cũng là chấp giết người. Okay. Hello Chader. Hello Father. Listen, I'm Chader. Với thể loại nhập tiếng Việt, tiếng Anh. À, hôm nay thì ông bố đẹp trai hôm nay dạy mình gì đây? Dạy cái gì đây? Ôi, dễ thương thế. Tell them what to do. Điều khiển trái trí lão. Hello. Ôi, what the fuck? Vậy rồi. Fuck you. You select your mind control 3. Nhấn số 3. Oh, very good. Very good. Very good. Thank you, Father. Thank you, Chader. Đang điều khiển nó đây. Đừng. Dummy person. Best mode. Ma 1 không? Nhấn. Nhấn. That's my boy. Đấy. Rồi, điều khiển. Hồi năng lượng, phải hồi năng lượng, đúng rồi, phải hồi năng lượng. Ok. Thêm vô hợp chất thì click này hợp chất còn nhiều. Nhấn xuống cái độ đó. Ồ. Ăn não à, zombie à. Oh, very good. Oh. Very good. Very good à. Đúng rồi. To continue your journey, Lucius, with your new skills, you should avoid detection. À, đương nhiên là nhóc 6 tuổi làm sao biết chơi mấy chiêu này. Dùng kỹ năng mới để chơi vào cái máu này chá mẹ hả? Ok. Goodbye Chader. Biến đi. Bye Chader. Biến đi thằng có sừng. Chader. Ông này là qua hai đời vợ. Có hai đời vợ đều phản bội ông ta, bây giờ ông ta có hai cái sừng trên đầu. Cắm sừng hai lần. Đang làm bố. Holiday sleep. Ông bố hai sừng. Holiday sleep. Giáng sinh. 24 tháng 12 Giáng sinh rồi. Yeah. Giáng sinh của năm 1972. 3 ngày nữa sinh nhật gấu. Đại đạn. Mà gấu sinh 94 nhưng mà thì bị mà. I know we've had our difficulties this year, but don't let that ruin our Christmas. Okay. As a family, we have each other. Quan trọng là gia đình vẫn bên nhau. You should remember our friends and our faithful employees we have lost. Theo như mình dự đoán thì là các gia đình đã chết hơn. I'm not sure how you expect to win another term in the Senate with speeches like that. Bố của Lucius. Alistair, could you bring another bottle of burgundy, please? And on your way, could you turn on the Christmas lights? Certainly, sir. Có vẻ như tất cả mọi người đều đến dự buổi tiệc Giáng sinh ở phòng ăn. Ok. Chỉ có ST là không ở đó, có lẽ tôi tìm cái nào đó để giết ông. Lôn nó ra ngoài hấp gì mà get rid of. What the fuck? Mày ra đây. Chữ gì? My form many you very but I'm solid. I'll be slippery. Tào lao cái dao. Bố để lại đồ chơi không? Không. Ông bố mới lần qua cho mình một cái năng lực. Bố bữa không để đồ chơi. Rồi mang cái bóng theo. Phải bố. Giờ dắt xuống phòng ăn đây. Rồi chuẩn có mẹ luôn rồi. Đấy, cửa đây, cửa đây cho nó dễ. Phòng ăn ơi, bé ở đâu? Bé trái vậy? Mở mắt ra. Hình như bé trái đó, đúng rồi, bé trái đó. Bé trái cầu thang. Xuống cầu thang. Để xuống cầu thang. Ừ, đúng rồi. Rồi, chẳng biết. Công mạnh vậy nó. Nếu như mà cu kìa. Nó phát. Cờ him. Phải cờ him. Thằng này dán sáu muối đẹp bái. Cảm thấy rất là đẹp trai. Cho đó anh mình hơi bị BD. Fuck. Đây. Ôi cái đồng hồ hiện nè. Mấy đồng hồ nó tự hiện ra chứ. Không được trái vậy. Hình như mình. Ôi hello. Chọn con mèo luôn rồi. Nào, cái gì đây? Hello Alistair. Dạ là bây giờ ông mày hả? Alistair. Alistair là mình thấy hơi bị buồn này. Alistair là đời sau của Altair Assassin's Creed 1. Nắng. Rồi, if you play outside, be careful. Mình thấy con bé này đi ông này rồi hơi. Thằng này hơi ông già hơi tử tế con bé nha. Thế là giết ông nhà. Bởi vì thằng này là thằng mất dạy. Thằng này rất mất dạy. Hello young master. Hello. Xin chào cô chú nhỏ. Dạ sao? Coi text. Half a moment, Lucius. I'm in the middle of something. Cách não lâu ra ngoài vậy trời. Tại mình mới học điều khiển trí não, bây giờ mình chỉ có dùng điều khiển trí não thôi được không? Đứng đằng sau. Rồi coi lại các bạn nha.
coi lại cái Alastair. Coi đoạn hội thoại coi có gì thông tin gì sai được. Journal, how many minutes Lucius in the middle. Không, cái này hội thoại. Coi lại. Kéo xuống. Mày cướp phim nè. Không, mà nãy giờ nó nghe ông nó nói cái gì bị cái gì đó. Turn around for around baby. Hết rồi. Hết rồi. À, đây nè. Charlotte nè. Another bottle of Bungary, can you bring another bottle of could you turn on the Christmas light? On your way. Charles. Turn on the Charles. Christmas light nha. Oh. Turn on Christmas light. Vậy là giờ cái ông này đi vô đây để mở cái đèn Giáng sinh. Cái đèn Giáng sinh mình đi vô mình coi, phải nghiên cứu địa hình đi nè. Cái đèn Giáng sinh là trong phòng kia vậy. Đấy. Vô phòng kia coi đèn Giáng sinh nằm không? Hình như vậy. Rõ ràng nãy mình có thấy là ông bố bảo đi bật cái gì đó. Thì ra bật cái đèn Giáng sinh. Cái đèn Giáng sinh. Chứ bây giờ còn cách nào đâu. Rồi, có cái thánh giá nó làm cản kiệt sức lực. Mấy người kia không có thắc mắc gì tại sao nhóc lật ngược thánh giá lên. Giờ sao mở để tắt đèn xin đi. Hello my boy. Đó. Đây đèn xin nè. Có cái dây. Nó không có cái dây đâu, mình phải chạy ở chỗ Alistair đó. Rồi mình phải áp dụng cái tuyệt chiêu mà cha mình mới dạy là điều khiển trí não. Điều khiển trí não rồi điều khiển Alistair đâm đầu xuống nước chết. Nguyên giấy đèn đây luôn nè. Turn around. Go. À, nguyên giấy đèn luôn nè. Giấy đèn dẫn đi đâu? Khoan, đi cái đèn sinh này dẫn đi đâu nè? Dẫn vòng vòng sân. Đi hết vòng rồi, có đèn sinh này dẫn đi đâu? Dẫn vòng vòng sân. Thì cũng không biết như nào nhưng mà cái Christmas light là cái đèn Giáng sinh của cái cây thông á. Này tìm cách để mà lôi mày ra, ông này đi mở đèn Giáng sinh. Ông ra rồi. Ông ra ngoài đó đó. Để nó. Đấy, chụp con mẹ luôn. What happened to the light? Tại nó không cho một cái rồi, số 1. Không cho một cái gì gọi là bằng cái dấu hiệu nào để mình chơi mà thấy rõ là ông này đi mở đèn Giáng sinh. Rồi mày tắt đèn Giáng sinh. Carry water. Vãi logic. Nhưng mà okay. What do we này. Have? This give me an idea. Ông sẽ đi ra để mở cái đèn Giáng sinh. Sao bây giờ thằng này sẽ điều khiển trí não rồi. Cho ông trượt chết. Ông này cần có nước để cho ông trượt tét. What do we have? Ê! Có bình nước. Bình nước thì làm sao? Bình nước thì bỏ nước vô. Cầm nước trên tay. Đổ xuống dưới đất. Lấy nước đã. Mình có nước mà. Làm gì có nước? Đây nè, empty. Thấy không? Fill with butter. Làm gì có nước? Fill with butter. Có bánh rồi. Nội. Sẽ bỏ đâu? Dưới sân á, dưới sân có chỗ. Đấy, ngay cái đường chính á. Bỏ đây xong chết rồi. Được, không phải có cái gì đó để mới bỏ được. Đổ. Đổ đây nè. Đó, đổ đây nè. Hey. Hello. có người. Có người nói mình đổ đó. À rồi, hiểu rồi. Kia. Mình quẩy nó. Rồi giờ đợi ổng vô trong đi, đổ nước cái đã. Phải nồi nước. Phải nồi bóng. What happened to the lights? Rồi chạy ra ngoài xa trốn. Chuẩn bị dùng siêu năng lực. Quẩy. Trốn sau lưng không? Đi sau lưng luôn. Chia tay cho cháu cố của LT. cháu chắc chung chích của Altair. Assassin's Creed đã sẽ triệt trong từ đây. Ôi bạn. Rồi đúng luôn. Vãi trượt. Nói chung là kinh nghiệm của mình đi chơi những cái game mà giải đố như thế này là không nên bỏ qua bất cứ một chi tiết nào hết. Ông già cứ thế mà nằm đó. What the fuck? Oh my god. Một hit vô headshot. Lạnh lùng quá. Boy lạnh lùng là boy lạnh lùng. Lạnh lùng boy. Trai quá. À máu. Này. Why you do this? What the fuck? Why you do this? Why you do this? Ồ thế bây giờ có dùng cái năng lực gì mới đâu? Giờ chưa dùng năng lực mới. Đáng lòng. Ông cha đã bắt đầu đau đầu. Đau đầu vì sao? Tại sao những điều xấu xa lại luôn xảy ra với những người tốt?
Mr. Wagner, this is Wayne Preston from the Herald. I wonder if I could ask you some questions about the recent deaths at Dante Manor. This is a private line. How did you get this number? 5 deaths within a few months is quite a sensational story, Mr. Wagner. The public needs to know. Winter Hill Police Department. This is Senator Charles Wagner. Please put me through to Detective McGuffin. The press are closing in on this, Mr. McGuffin. I have an election coming up, and I can't let this get out of control. I sympathize with you, Mr. Wagner. These journalist types are like vultures around every sad case I get. They just love tragedies. But what can we do? It's a free country. I need to keep this out of the papers, Mr. McGuffin. We've had a run of bad luck. It's as simple as that. The stakes are high, and I'm under a lot of pressure to clear this up. The pressure is on both of us. Your mess is making the precinct look like a joke, and my superiors are not going to take it lightly. Yeah, well, you won't know the half of it unless you get this wrapped up. Is that a threat, Mr. Wagner? That's not something you want to find out. A couple of phone calls can do wonders. Detective McGuffin. A word with you, please. How did you get here? You are working the case here at the Wagner estate. I'd like to ask a few questions about the series of unusual deaths that have occurred over the last few months. Now listen to me. You leave those people alone. They've had some bad luck is all. They're nice people, and they need space to get over their losses, okay? And if I find you anywhere near this house again, I'll run you in. You got it? I was almost ready to bring in the Latina maid. I was planning on searching a room, hoping to find a bottle of rat poison or a padlock. But suddenly, it was too late. Seems that Tom Wagner, brother of Charles, had an affair with two of the maids. I guess one of them found out and wasn't happy. Can't really figure out what they saw in that guy. I mean, he was mooching from his brother. God knows what dirty little film. When we searched that room, it was a sick pervert's nest. I mean, they had a kid in that house. Know about this kid. Little did I know about this kid. Chắc lẽ là chương trình mình kết thúc tại đây. Xin chào tất cả các bạn. Goodbye.